Giật mình lời khai của nghi can trong vụ đâm hai hiệp sĩ tử vong trên phố. Tại cơ quan công an, nghi can khai nhận băng cướp toàn những đối tượng có tiền án tiền sự. Chiều 14 tháng 5, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã bắt được một nghi can liên quan đến vụ băng cướp tấn công nhóm hiệp sĩ đường phố khiến hai người tử vong, ba người bị thương vào tối 13 tháng 5. Trong quá trình lấy lời khai, bước đầu nghi can thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Dù vậy, danh tính của đối tượng vẫn chưa được cơ quan công an tiết lộ. Theo đó, nghi can khai nhận là thành viên trong ban trộm xe xịn tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhóm này thường trộm các xe máy tay ga giá trị cao như Vespa SH. Trước đây, đối tượng cùng đồng bọn từng thực hiện trót lọt nhiều vụ trộm xe. Đặc biệt, nhóm toàn những đối tượng có tiền án tiền sự, mỗi lần đi trộm cướp, chúng thường thủ theo hung khí để chống trả nạn nhân hoặc người dân khi bị truy đuổi. Trước đó, khoảng 21 giờ tối 13 tháng 5, nhóm hiệp sĩ đường phố tại Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh đang di chuyển trên đường Cách mạng tháng 8 thì bất ngờ phát hiện hai thanh niên đi xe máy định cướp xe H ở một cửa hàng. Nhóm hiệp sĩ đã hô hoán nhưng bị hai tên cướp và đồng bọn đi phía sau dùng hung khí tấn công. Sau đó, nhóm cướp nhanh chóng tẩu thoát theo hai hướng khác nhau. Sự việc khiến hai hiệp sĩ anh Nguyễn Hoàng Nam và anh Nguyễn Văn Thôi tử vong, ba người bị thương nặng phải vào bệnh viện cấp cứu như anh Trần Văn Hoàng, anh Nguyễn Đức Huy, anh Đinh Phú Quý. Nhận tin báo, Công an quận 3 đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh có mặt phong tỏa hiện trường, đồng thời trích xuất hình ảnh camera an ninh xung quanh để nhận dạng nhóm đối tượng. Được biết, hiệp sĩ Nguyễn Văn Thôi đã ly hôn vợ, anh kiếm tiền bằng việc chạy xe ôm để nuôi mẹ già và con nhỏ. Khi đêm xuống, hết khách thì anh tham gia đồ săn bắt cướp, trong khi đó hiệp sĩ Nguyễn Hoàng Nam đang chuẩn bị kết hôn. Chiều 14 tháng 5, nhiều fanpage lan truyền thông báo cần truy tìm gấp đối tượng Nguyễn Tấn Tài, biệt danh Tài Mụn 24 tuổi, vì nghi liên quan đến vụ đâm chết hai hiệp sĩ quận Tân Bình tối 13 tháng 5, kèm ảnh chân dung của y. Tài Mụn có hộ khẩu thường trú ở phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, từng bị bắt vì tội đánh bạc. Tối 14 tháng 5, hàng chục trinh sát Công an thành phố Hồ Chí Minh đã vây bắt Tài Mụn tại một căn nhà ở đường Phạm Văn Chiêu, phường 9, quận Gò Vấp. Tài Mụn cố thủ bên trong nhà một thời gian, sau đó leo lên mái nhà định bỏ trốn. Nhưng bị các trinh sát bắt khoảng 23 giờ tối ngày 14 tháng 5. Được biết qua đấu tranh khai thác, thanh niên Phú bị triệu tập chiều 14 tháng 5 và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát Công an thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện Tài Mụn lẫn trốn ở quận Gò Vấp trong căn nhà trên. Đến sáng 15 tháng 5, cả Tài Mụn và Phú đã thừa nhận là hai nghi can liên quan vụ đâm chết hai hiệp sĩ và làm bị thương ba người khác. MC Quyền Linh đến thắp hương cho hai hiệp sĩ Sài Gòn, nhìn tang lễ mà ứa nước mắt. MC Quyền Linh đã lặng lẽ đến thắp hương cho hai hiệp sĩ tại Trung tâm Pháp y thành phố Hồ Chí Minh và thăm hỏi gia đình người bị nạn. Trên trang cá nhân cách đây ít giờ, MC Quyền Linh đã chia sẻ hình ảnh khi tới thắp hương và động viên người thân các hiệp sĩ trong buổi trưa 14 tháng 5. Quyền Linh cho biết đã hoãn buổi ghi hình vào buổi sáng cùng ngày để cùng một số người bạn nhà hảo tâm có mặt tại Trung tâm Pháp y thành phố Hồ Chí Minh cho kịp viếng hai hiệp sĩ vừa qua đời. Thật là đau lòng, xin chia sẻ mất mát này cùng gia đình, đồng đội các hiệp sĩ, nhìn con anh Thôi mà không cầm được nước mắt, vĩnh biệt anh Nam và anh Thôi, Quyền Linh xúc động. Sau khi viếng hai hiệp sĩ, Quyền Linh cùng các nhà hảo tâm tới bệnh viện thăm hỏi những hiệp sĩ khác tại phòng cấp cứu. Trên trang cá nhân, MC kêu gọi sự giúp đỡ từ những người có lòng hảo tâm đến gia đình các hiệp sĩ gặp nạn. Không chỉ MC Quyền Linh, vào chiều 14 tháng 5, nam ca sĩ Tuấn Hân cũng đưa ra lời vận động bạn bè, người thân và khán giả hỗ trợ người thân các thành viên trong nhóm hiệp sĩ. Anh cho biết, sẽ tổ chức cuộc đến thăm hỏi người nhà của những người bị nạn. Tôi nghe gia đình các nạn nhân đã có một số nguồn hỗ trợ, nhưng tôi nghĩ bao nhiêu cũng là không đủ với sự mất mát mãi mãi của một người cha, Tuấn Hân vận động. Trước đó, vào tối 13 tháng 5, các thành viên nhóm hiệp sĩ săn bắt cướp Tân Bình đã phục kích, bắt quả tang hai đối tượng trộm xe máy SH trên địa bàn thuộc phường 10, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Khi bọn trộm phát hiện và bỏ chạy, nhóm các hiệp sĩ đã truy đuổi và bị chúng rút dao tự chế tấn công. Hai hiệp sĩ qua đời là anh Nguyễn Hoàng Nam, 29 tuổi, và Nguyễn Văn Thôi, 42 tuổi. Nhận tin báo, Công an quận 3 đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh đã có mặt phong tỏa khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ vụ việc. Khi
Khi được hỏi Duy Mạnh lên tiếng về hiệp sĩ bị đâm ngày hôm qua, mấy ông hiệp sĩ tốt nhất nên đi làm kiếm tiền, khiến dân mạng thán phục. Thành viên nhóm hiệp sĩ đường phố Tân Bình kể giây phút sinh tử truy đuổi nhóm cướp manh động, khiến hai đồng đội của anh thiệt mạng trên phố Sài Gòn. Tối 13 tháng 5, một nhóm hiệp sĩ của quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, trong lúc bắt trộm đã bị nhóm trộm cướp tấn công, đâm chết hai hiệp sĩ trên đường Cách Mạng tháng 8, phường 10, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Danh tính hai hiệp sĩ tử vong là Nguyễn Hoàng Nam, sinh năm 1989, và Nguyễn Văn Thôi, sinh năm 1976. Đây là hai thành viên trong nhóm hiệp sĩ Tân Bình, do ông Trần Văn Hoàng làm trưởng nhóm. Hiệp sĩ Trần Văn Hoàng bị thương nặng, đang được điều trị tại Bệnh viện Nhân dân 115. Trao đổi với phóng viên Anh Vũ, con trai ông Hoàng cho biết, bố anh vừa tiến hành xong ca mổ, hiện ông đã qua cơn nguy kịch, song phải điều trị dài ngày vì vết thương từ nách xuống họng sườn quá sâu. Tôi không nghĩ lần này bố lại bị các đối tượng trộm cắp tấn công hung ác đến vậy. Chúng ra tay nhanh như chớp, khiến mọi người không kịp trở tay. Chỉ thương hai đồng nghiệp của bố bị chúng sát hại không qua khỏi, anh Vũ chia sẻ. Anh Tuyết, thành viên trong nhóm đội hiệp sĩ đường phố Tân Bình, mặc chiếc quần kaki dính đầy máu, người lấm lem, ngồi dựa lưng vào lan can thất thần nhìn xa xăm. Hiệp sĩ Tuyết kể lại giây phút truy bắt nhóm cướp manh động khiến hai đồng đội anh thiệt mạng. Theo đó, khoảng 20 giờ 30 tối 13 tháng 5, nhóm hiệp sĩ Tân Bình truy bắt nhóm trộm cắp từ Bắc Hải, quận 10, cách hiện trường 500m, hướng ra Cách Mạng tháng 8 về vòng xoay Dân Chủ. Khi đi đến đoạn giao giữa Cách Mạng tháng 8 với Tô Hiến Thành, nhóm trộm cắp quay lại. Đến địa chỉ 348C, nhóm này phát hiện chiếc xe Honda SH đang dựng trên vỉa hè. Hai đối tượng đổi tài xế, một người xuống trộm xe SH. Phát hiện sự việc, chúng tôi áp sát đối tượng vào vỉa hè. Chú Hoàng đâm xe thẳng vào đối tượng, chúng ngã xuống. Sau đó, hai đối tượng đã dùng dao ba xếp đâm mọi người. Chúng ra tay rất nhanh, tàn bạo, mọi người không kịp phản ứng, anh Tuyết nói. Cũng theo anh Tuyết, hai tên cướp người cao lớn mập sử dụng vũ khí rất chuyên nghiệp. Thời điểm xảy ra vụ cướp không có người dân vào can ngăn như đồn đoán. Khi chú Hoàng, anh Thôi, Nam và Quý ngã xuống, hai tên cướp bỏ chạy theo hai phía khác nhau. Người dân hô hoán và đưa các thành viên đi bệnh viện, nhưng trên đường anh Thôi và Nam không qua khỏi, anh Tuyết thông tin. Theo một số người thân, anh Thôi là người Bình Định, đang làm lái xe ráp, có cậu con trai 7 tuổi. Anh Nam là người Sài Gòn đã có người yêu, hai người chuẩn bị xây dựng gia đình thì xảy ra sự việc đau lòng. Cách đây ít ngày, anh Thôi và Nam từng chụp chung một bức hình trong dịp sinh nhật của thành viên nhóm hiệp sĩ Tân Bình. Anh Tuyết không ngờ đây là lần cuối cùng hai người ngồi chung với nhau. Tiếp xúc với chúng tôi tại bệnh viện, anh Kiên Hoàng, một thành viên trong nhóm hiệp sĩ Tân Bình cho biết, anh Thôi và Nam vào nhóm cùng đợt được khoảng 3 năm. Hai người dù công việc rất bận rộn nhưng vẫn luôn đồng hành cùng mọi người bắt cướp. Khi được hỏi về vụ việc trên, ca sĩ Duy Mạnh bất ngờ lên tiếng. Theo anh nghĩ, mấy anh hiệp sĩ tốt nhất là đi làm kiếm tiền nuôi gia đình, cướp giật để chính quyền lo. Vì hiệp sĩ tự đứng ra tổ chức bắt cướp, có được luật chính quyền cho phép sử dụng công cụ hỗ trợ hay vũ khí để bắt cướp hoặc tự vệ đâu. Tay không bắt cướp thực sự là quá nguy hiểm. Tự ý dùng vũ khí mà đâm thằng cướp chết vẫn đi tù như thường, mà bị cướp đâm chết chỉ có thiệt. Thằng nào có tài sản không biết giữ mất thì mặc kệ nó, tài sản không quý bằng tính mạng con người, thằng nào mất tài sản thì đi mà báo công an. Khi Duy Mạnh đã lên tiếng thì chỉ có triệu like mà thôi. Những bình luận của cộng đồng đều đồng tình với ý kiến của anh và khen anh nước mũi. Sự thật, Công an phường 10 từ chối giúp đỡ nhóm hiệp sĩ bị đâm thương vong. Đại diện Công an phường 10 quận 3 lên tiếng sau nghi án công an từ chối giúp đỡ nhóm hiệp sĩ Tân Bình bị băng cướp tấn công khiến hai người tử vong. Ngày 14 tháng 5, trao đổi với phóng viên báo Người Lao Động, đại diện Công an phường 10 quận 3 thành phố Hồ Chí Minh khẳng định không có chuyện công an phường này từ chối khi nhận được cầu cứu giúp đỡ của người dân về vụ nhóm hiệp sĩ Tân Bình bị băng trộm đâm thương vong. Đêm 13 tháng 5, nhóm hiệp sĩ Tân Bình tuần tra thì phát hiện nhóm thanh niên có biểu hiện khả nghi nên theo dõi. Khoảng 20 giờ 30, các đối tượng trộm xe SH tại một cửa hàng trên đường Cách Mạng tháng 8, phường 10 quận 3 thì bị nhóm hiệp sĩ phát hiện nên bỏ chạy thoát thân. Truy đuổi vài trăm mét, nhóm hiệp sĩ tiếp cận được nhóm đối tượng. Quá trình vây bắt anh Nguyễn Hoàng Nam và Nguyễn Văn Thôi, thành viên trong nhóm hiệp sĩ Tân Bình bị đâm tử vong, một số người khác bị thương. Theo nhân chứng tại hiện trường,
Điểm xảy ra vụ việc có người chạy đến, chốt trực gác có công an đang làm nhiệm vụ tại nghĩa trang Hồi giáo, số 360C Cách mạng tháng 8 quận 3, gần hiện trường vụ án nhờ hỗ trợ nhưng bị từ chối. Đáng nói cán bộ ở đây còn yêu cầu người dân đến phường khác trình báo vì vụ án xảy ra ở phường khác. Đại diện công an phường 10 khẳng định tối 13 tháng 5, khi xảy ra vụ việc thì có người chạy đến khu vực nghĩa trang Hồi giáo nhờ hỗ trợ các nhóm hiệp sĩ bị nhóm trộm tấn công. Tuy nhiên thời điểm đó chỉ có cán bộ công an và tổ dân phố làm nhiệm vụ canh gác nghĩa trang, không phải trụ sở chính của công an phường 10. Nghĩa trang này đang nằm trong diện giải tỏa mặt bằng của thành phố nên công an quận 3 cử cán bộ công an quận và tổ dân phố đến canh giữ. Do không thể tự tiện rời bỏ mục tiêu nên cán bộ công an quận có yêu cầu tổ dân phố đưa người dân đến trụ công an phường 10 trình báo. Trụ sở công an gần hiện trường nên khi xảy ra vụ việc, lực lượng công an lập tức đến phong tỏa hiện trường, phối hợp với công an quận 3 và công an thành phố điều tra, truy bắt hung thủ, đại diện công an phường 10 nói. Cũng theo cán bộ này, hiện công an phường đang phối hợp với công an quận 3 và phường nghiệp vụ công an thành phố Hồ Chí Minh, truy bắt nhóm đối tượng đâm hai hiệp sĩ. Sáng 14 tháng 5, lãnh đạo công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã quyết định tung lực lượng trinh sát dày dặn kinh nghiệm tham gia điều tra, phá án vụ hai hiệp sĩ bị băng trộm đâm chết ở đường Cách mạng tháng 8 quận 3. Nguồn tin xác nhận lúc 20:30 ngày 13 tháng 5, nhóm hiệp sĩ SBC quận Tân Bình gồm 7 thành viên đi trên 4 xe máy, phát hiện hai thanh niên đi xe Exciter có biểu hiện bất chính nên bám theo. Khi đến trước một cửa hàng thời trang trên đường Cách mạng tháng 8, phường 10 quận 3, năm thanh niên ngồi sau nhảy xuống, dùng đoạn bẻ khóa xe SH biển kiểm soát An Giang. Nhóm hiệp sĩ đã xông vào bắt hai thanh niên, do bị vây bắt nên kẻ trộm đã rút dao thủ sẵn tấn công vào nhóm hiệp sĩ. Lợi dụng tình hình hỗn loạn, hai kẻ trộm đã tăng ga bỏ chạy về hướng vòng xoay ngã 6 Dân Chủ, quận 3 mất dạng. Mặc dù được đồng đội và người dân đưa vào bệnh viện Nhân dân 115 thành phố Hồ Chí Minh cấp cứu, nhưng do bị đâm vào những vùng trọng yếu trên cơ thể nên anh Nguyễn Văn Thôi sinh năm 1976 và anh Nguyễn Hoàng Nam sinh năm 1989 đã tử vong. Các hiệp sĩ Trần Văn Hoàng sinh năm 1971, Nguyễn Đức Huy sinh năm 1996 và Đinh Phú Quý sinh 1996 bị thương nặng nên đang được theo dõi. Anh Hoàng đang được điều trị tại Bệnh viện Nhân dân 115, còn hai anh Huy và Quý được điều trị tại Bệnh viện Thống Nhất. Hiện thời, sức khỏe ba hiệp sĩ đã qua cơn nguy kịch, diễn biến tốt. Các cơ quan chức năng đang khẩn trương làm rõ vụ trọng án.